Chủ đầu tư mở bán lô nhà xây mới liền kề 11 căn xây 4 tầng tại tổ 5, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Đây là một khu nhà xây mới thiết kế rất là đẹp, rất là hiện đại, có diện tích chỉ từ 31 m² trở lên và giá bán chỉ từ 1 tỷ 790 triệu đồng. Tất cả các nhà bên công ty đều đã có sổ đỏ đầy đủ, hỗ trợ toàn bộ những cái chi phí sang tên sổ đỏ cho khách hàng, hỗ trợ vay vốn ngân hàng đối với lại những khách hàng có nhu cầu và có thể hỗ trợ vay đến 80% giá trị của ngôi nhà. Đây thì hiện tại là tôi đang đứng ở phía cổng của ngôi nhà đây. Mọi người có thể thấy là đường ở trước nhà rất là rộng. Đấy, ô tô là có thể lùi và đỗ được ở cổng. Đấy, và sau đây là mời mọi người vào tham quan trực tiếp ở phía bên trong của khu nhà. Thiết kế 11 căn. Xây mới hoàn toàn 4 tầng. Diện tích là từ 31 m² trở lên, có hướng chính là hướng đông bắc. Đấy, hiện tại là đến vị trí của khu nhà rồi đây. Mọi người có thể thấy là toàn bộ các ngôi nhà của chúng tôi đều đang trong quá trình hoàn thiện. Chỉ khoảng tầm 2 tuần nữa là có thể là hoàn thiện xong hết và mọi người là có thể chuyển đồ về ở luôn. Đấy, mọi người có thể là nhìn qua. Đường ở trước nhà rất là rộng, rộng 3 mét. Đấy, xe máy là có thể tránh nhau thoải mái. Xung quanh nhà thì là khu đông dân cư. Cách bến xe Yên Nghĩa là 300 mét. Cách mặt đường Quang Trung quốc lộ 6 là 200 mét. Đầy đủ tất cả các tiện ích, siêu thị, trường học, chợ. Đấy, toàn bộ cái phía vị trí của mặt tiền ở trước ngôi nhà đều đã được ốp bằng gạch granite hết, đảm bảo tính thẩm mỹ. Nhà có hệ thống ban công, được sử dụng là sắt mỹ thuật rất là đẹp. Sau đây tôi sẽ giới thiệu chi tiết một căn nhà mẫu để cho mọi người có thể hình dung ra rõ hơn. Đấy, thì đây sẽ là một căn nhà mẫu của chúng tôi. Với diện tích là 31 m², hướng cửa chính là hướng đông bắc. Đang được chào bán với giá là 1 tỷ 790 triệu đồng. Đây, cửa chính của chúng ta là sử dụng là cửa hai lớp. Ở phía bên ngoài là cửa sắt hộp sơn tĩnh điện. Và phía bên trong đây là bằng cửa kính cường lực, hệ cửa lùa. Ở phía bên trong tầng 1 thì sẽ được thiết kế là bao gồm là một phòng khách và một khu vực phòng bếp và một nhà vệ sinh phụ. Đấy, mọi người có thể là nhìn qua luôn. Toàn bộ cái hệ thống không gian ở dưới tầng 1 phải rất là rộng, rất là thoáng. Đấy, chúng tôi là có những cái bản thiết kế rất là chi tiết, rất là hợp lý cho từng tầng, cho từng ngôi nhà. Bố cục cực kỳ hài hòa. Toàn bộ những cái hệ thống tranh tường này, vách CNC này, dây dán tường, trần thạch cao đèn nét hoặc là cái hệ thống gạch lát nền là đều đã được hoàn thiện hết. Sử dụng gạch lát nền là gạch kích thước là 60x60, hàng loại 1. Đây, mọi người có thể nhìn qua toàn bộ cái không gian của phòng khách đây. Đấy, thiết kế cực kỳ hợp lý. Và trong đây là khu vực của phòng bếp. Toàn bộ cái hệ thống tủ bếp, tủ trên và tủ dưới nó sử dụng là bằng gỗ xoan đào. Có kính ốp bếp là sử dụng là kính trang trí, kính cường lực của Minh Long. Hệ thống vòi rửa và chậu rửa là sử dụng là hàng nhập khẩu Hàn Quốc. Chất liệu là inox 304. Và ở phía bên trong tầng 1 đây, chúng ta còn có thêm là một cái nhà vệ sinh nữa. Đấy, nhà vệ sinh là có đầy đủ hệ thống bồn cầu này, vòi xịt và rửa, và có cả hệ thống máy bơm nước để bơm nước cho toàn bộ ngôi nhà. Cửa nhà vệ sinh sử dụng là bằng cửa nhôm hệ Việt Pháp. Thế mọi người có thể là nhìn qua cái không gian của toàn bộ tầng 1 đây. Rất là rộng, rất là hợp lý. Thiết kế cực kỳ hợp lý luôn. Sau đây là mời mọi người lên tham quan ở phía bên trên tầng 2. Đấy, như mọi người có thể thấy là cái hệ thống tay vịn chúng tôi sử dụng là bằng gỗ lim Nam Phi. Mặt bậc và cổ bậc được thiết kế là dùng đá granite màu đen và màu trắng, kết hợp rất là đẹp. Đây, đây là hiện tại khu vực của tầng 2. Thiết kế của tầng 2 là sẽ bao gồm là một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Tất cả các phòng ngủ nó đều có cửa sổ mở ra bên ngoài để lấy ánh sáng và không khí.
Về cơ bản là chúng tôi đã hoàn thiện xong hết rồi. Đấy, mọi người là cũng có thể là chuyển đồ về và ở luôn được. Sử dụng cửa thông phòng là bằng cửa nhôm hệ Việt Pháp cao cấp. Và trong đây là khu vực nhà vệ sinh. Trong nhà vệ sinh thì là sử dụng là gạch ốp tường là gạch Hà Nội 1, kích thước là 30 x 60. Đấy, đã lắp đặt đầy đủ toàn bộ những cái hệ thống bồn cầu, vòi chậu đá lavabo, hệ thống sen tắm, vòi xịt, phụ kiện và cũng như là cái hệ thống quạt hút mùi. Đấy, chúng tôi đã lắp đặt hoàn thiện đầy đủ hết. Tiếp theo đây là mời mọi người lên tham quan ở phòng bên trên tầng 3. Thiết kế của tầng 3 và tầng 2 là sẽ tương tự như nhau. Đây, chúng ta sẽ có một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Đấy, đây là phòng ngủ. Phòng ngủ thiết kế rất là rộng, có cửa sổ mở ra bên ngoài để lấy ánh sáng và không khí. Đấy, phòng rộng, rất là rộng, chúng ta có thể kê được giường, tủ, bàn làm việc, bàn trang điểm, sắp xếp rất là thoải mái. Còn đây là khu vực nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh tương tự như tầng 2 thôi, đã được chúng tôi lắp đặt đầy đủ và hoàn thiện hết. Tiếp theo đây mời mọi người tham quan ở phía bên trên tầng 4. Thiết kế của tầng 4 thì này sẽ bao gồm là một phòng thờ, một sân phơi. Đấy, đây là khu vực chúng tôi là thiết kế là sân phơi, sẽ có đầy đủ vòi nước chờ và đường dây điện để lắp hệ thống máy giặt. Đây là khu vực phòng thờ. Đây, và đây sẽ có thêm một cái phòng nhỏ nữa. Đấy, chúng ta cũng có thể sử dụng phòng này để làm phòng làm việc luôn. Mọi người có thể nhìn thấy là xung quanh ngôi nhà đây, khu dân cư ở rất là đông, rất là nhiều nhà cao tầng. Đấy, cách bến xe Yên Nghĩa chỉ 300m thôi. Rất là tiện đi lại, rất là tiện để cho mọi người là có thể là công việc hay là con cái các thứ rất là tiện. Đấy, thì tôi xin nhắc lại một chút thông tin của ngôi nhà này để cho mọi người có thể hình dung là hiện tại là bên công ty đang mở bán 11 căn nhà được xây theo hình thức liền kề, có hướng chính là hướng Đông Bắc, Đông Nam và Tây Bắc. Đấy, có 3 hướng đấy mọi người có thể chọn. Có diện tích là từ 31m² trở lên và đang có giá chào bán là từ 1.790.000.000 đồng. Được thiết kế là 4 tầng, đang được chúng tôi hoàn thiện và có thể là bàn giao ở trong tháng 7 này luôn. Nếu mọi người có nhu cầu cần xem nhà hoặc là tư vấn chi tiết thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại ở phía bên trên màn hình. Em Ánh 0983 013 403 hoặc 0888 041 444. Mọi người xem video nếu như mà thấy hay và có nhiều thông tin bổ ích thì nhớ like video và chia sẻ cho nhiều người cùng biết. Nhớ đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video giới thiệu về nhà và các bất động sản cần thiết khác của bên công ty chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn.